Mọi người mà chọn nghề này thọ giới á, thì rất là tốt đẹp. Mọi người gìn giữ, nhưng mà gìn giữ đúng 8 giới cho mình. Phát nguyện từ sáng hôm nay cho đến sớm ngày mai. Tí nữa trước 12 giờ thì về, mọi người thọ dùng cơm. Dùng cơm như dùng đồ chay một bữa. Nói chung là dùng cái đầy đủ, đừng có ăn để đói. Ăn cho đầy đủ năng lượng, đầy đủ dưỡng chất trong một lần ăn ấy. Rồi xong rồi mọi người đánh răng, rửa, súc miệng, rồi nói là không dùng nữa. Rồi từ đó tới chiều thì uống nước suối. Rồi là như thế là, nhưng mà trước khi thọ giới á, là mọi người ở trước quỳ ở trước giữa trời như thế này cũng được, hay là ở chỗ bàn thờ Phật cũng được, hay là cái chỗ mà Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là những cái vị mà mọi người, hay là Địa Tạng, hay là những cái vị Bồ Tát ấy. Thì trước cái bàn thờ những vị đó thì mọi người nói con tên là gì đó, rồi nói là từ giờ cho đến sáng ngày mai 24 giờ thì con phát nguyện thọ bát quan trai giới, giữ 8 giới. Thì đọc lên nói là từ giờ cho đến hết 24 giờ này, đến sớm mai là con không có sát sanh, không có đọc những cái giới là không trộm cắp, không có tà dâm, không có nói láo, không có uống rượu uống bia, rồi không có tự mình hát ca hát, rồi không có tự mình đeo tràng hoa chuỗi hạt, dùng dầu thơm nước hoa, rồi ăn ngày một bữa. Đó là 8 cái giới đó, thì giữ gìn cho đến sớm mai thì là mọi người được trọn vẹn. Được trọn vẹn dưới đấy. Dạ, được.